Xin chào mọi người. Hôm nay tụi mình có khu vui mới. Hôm trước là mình có cái phú bông nên là bây giờ là tụi mình đã có cục khó. Hôm nay là tụi mình kêu à. Bạn đi đâu đấy? Bạn đi đâu đấy? Hokkaido mà tao Hokkaido. Hôm nay là tụi mình sẽ, hôm trước mình có lấy cái video á là đi chơi ở Nhật, vô cái khu vui chơi á là chỉ có mất 2 cent. Và hôm trước thì mình do lần tôi quay nên là mình quay không có chi tiết, nên là hôm nay mình sẽ quay chi tiết cho mọi người cách mà mình vô mình đăng ký vé và cách mà mình đăng ký những cái trò chơi mà cần phải đăng ký trước, cộng với là mình sẽ quay luôn cái hình ảnh bên ngoài của cái khu vui chơi đó, để như bạn nào mà mình muốn đi chơi á thì mình sẽ đi nha. Bây giờ thì tụi mình let's go. Bây giờ là tụi mình sẽ bắt đầu đi từ Tarumizu. Thì bây giờ mình sẽ leo lên tàu Tarumizu để qua bên thành phố Kagoshima. Thì khi mà qua bên tàu này thì mình sẽ mất 45 phút ngồi tàu. Tàu dưới biển chứ không phải tàu tên Densan nha mọi người ơi. Đây. Hôm nay trời mưa mọi người ơi. Em mới đi lên có cái cầu thang thôi mà tóc em nó ướt luôn rồi. Nay mưa lớn cực kỳ lớn luôn. Ai đây, ai vậy ta, ai đâu cô đó. Bây giờ bị điên rồi, bây giờ bị điên. Ai vậy cơ? Ai thế? Tàu chuẩn bị đi rồi nha mọi người. Ngồi tàu. Đây vậy. Bye bye, bye bye Tarumizu. Tàu rời bến rồi nha mọi người ơi. Hokkaido suki ita yo yo. Osoi. Bây giờ là mình đã xuống tàu sau một quá trình bị dôi tàu thì bây giờ mình sẽ đi thẳng tới chỗ chơi trò chơi. Mưa lớn quá mọi người ơi, mưa lớn. Chuẩn bị tới rồi nha mọi người ơi. Mọi người thấy cái nhà mé bên tay phải có trái bu lin không? Có trái bu lin trên đỉnh đầu ấy, đấy là cái khu mà để vui chơi nha mọi người. Đây, tới gần lại. Đây. Cái khu mà ở Kagoshima nha. Còn ở chỗ mọi người thì em không biết nó có hình dáng như thế nào, nhưng mà ở Kumamoto nó cũng sẽ hình dáng như thế này. Đây nha. Đây là ở Kagoshima, chỗ mà để mình vui chơi. Đây, mọi người nhìn kỹ không? Nó có bowling nè, karaoke nè, rồi cái gì nữa đọc không được. Chó vương à. Giờ mình sẽ đi lên trên để khu vực chơi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi lên thang máy. Chỗ này thiết kế nó hơi lạ hơn so với cơm. Hôm nay người ít quá à. Đây là những cái trò chơi nè. Ở đây là mình mua vé nè mọi người. Có 2 người. 4 người. お客様情報を入力してください。
4 người lớn hết. Nhiêu tiền? Y cơ đó. Được. ボーリングやカラオケ全部3泊になります。スポンサーだけでしたらフリー以外の3時間が計上されたいランディーからかのチェック。3時間でボーリング。3時間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 。3時
đều á. Karaoke tốt, vô lên đời này. Cô đều á, sao chị còn? Cô đều á, chị còn kỳ nít chị này. Lớ hai. Lớ hả? Có đi karaoke không? Karaoke tiếng Nhật không á? Hả? Karaoke quá, bởi tôi nằm mơ à đó. Bà cả anh này. Khi tìm mình đó. Nói rồi còn. Khi tìm mình đó. Cô đó là nồi hồ đó. Nhi chỉ cần đã chế. Nhi chỉ cần đã chế. Thôi, đi ra nãy. Rồi, chơi tụi mình. Cái bên đây á, là mình ở đây là mình đang chơi settle 4 người lớn nha. Nó sẽ là có giá là 1 lá 2. Thời gian thì không có để ý tới, còn ở đây là 300 yên nếu mấy bạn muốn uống nước lúc nào cũng được, chừng nào khi mình ra thôi, mấy lần cũng được, uống cái gì cũng được. Đó, thì ở đây thì nó khác là nó có bowling rượu và karaoke và tất cả trò chơi. Còn ở bên đây thì nó không có karaoke và bowling. Còn bên đây là nó không có bowling rượu và nó cũng không có karaoke, nó chỉ có trò chơi thôi. Thì nó sẽ rẻ hơn khoảng 1.7. Còn ở đây nếu bạn mua nước uống thì trong vòng 2 tiếng đồng hồ bạn muốn uống nhiều thì uống, nhưng mà nếu mà như vậy thì mình rất là lãng phí, trong vòng 2 tiếng thì mình không có uống nhiều đến nỗi mất 300 yên. Nên là tụi mình còn bên đây là thời gian là 3 tiếng. 3 tiếng thì nó có giá cái giá rẻ hơn. Bên đây là 90 phút, giá nó sẽ rẻ hơn, tùy theo mấy bạn muốn chọn cái nào thì chọn. Còn tụi mình thì sẽ chọn là trong một ngày chơi luôn, thoải mái không cần quan tâm tới thời gian, thì nó sẽ có giá 4 người sẽ là 10 sẽ là 1 lá 320 yên. Nên là tụi mình sẽ chọn cái này. Đây cô này. Đây sau khi mà mình quyết định cái này thì mình sẽ nhấn vô cái này. Balcony nè. Đấy. Nó kêu đợi chút. Club 会員へのご入会はいかがですか？何？本日から会員料金でご利用できます。ご入会の場合は下の入会ボタンを押してください。こちらのプランでよろしいですか？よろしければお支払いへお進みください。お支払い方法を選んでください。バテン。はい、テンがない。Đây là mình sẽ bỏ tiền vào. Sau khi nó in cho mình cái phiếu này, đây là cái phiếu trò chơi chắc tổ mát. Đây là cái phiếu trò chơi nha. Rồi. Hôm trước mình đi 6 người nên nó sẽ rẻ hơn, còn bây giờ mình đi có 4 người nên nó là 2 sen rưỡi mấy chục yên á, phải không? Ủa đi 4 người rẻ hơn chứ hả? 4 người mắc hơn. Hôm trước mình đi là có 2 sen ba mấy thôi là 6 người. Còn bây giờ mình đi có 4 người nên nó sẽ mắc hơn một chút. Còn nếu mà mình đi 1 người 2 người thì giá của nó sẽ là 2 sen 6 mấy, 2 sen 7. Bây giờ mình sẽ đi lên thang máy. Bên đây là thang máy, người ta sẽ chia 4 góc. 4 góc nha, mỗi người 1 góc nha. Đó, trăm tòa nè. Đó. Tránh dịch nha mọi người ơi. Tới rồi. Ở đây là lầu 5. Đây. Đây là cái chỗ mà để xuất vé nha mọi người. Vì ở đây karaoke không có tiếng Việt Nam nên là mình sẽ không chơi, không có đi cờ. Đây mình sẽ đi vào và đưa vé cho người ta.
Rồi bây giờ mình bước vào trong đây là khu vực thoải mái. Ai mà bước ra khỏi cái cửa này thì là đi ra luôn, khỏi đi vô. Còn muốn đi vô phải mua thêm vé nha. Đây. Đây để mua gì đây? Đây để mua gì đây? Bây giờ hiện tại là corona cả là nó là không có ai đi chơi hết mọi người, nên là hôm nay là chơi tới bến luôn. Nè, y nè, đây là y nói, chào cả đó. Thôi sao? Em, mà ta? Mà ta? Ơi, hôm nay anh người mình sẽ mở trò chơi bò, đấu bò, cưỡi bò. Ôi, rồi giờ trước khi chơi mọi người nhớ xịt tay nha, để mình bảo vệ an toàn. Rodeo machine を ご利用のお客様はヘルメットを必ずご着用ください。絶対におやめください。Đó là không bảo anh người yêu mình không có đội nón bảo hiểm á. Cái nón đó hơi bị nhỏ nên sẽ lấy cái nón bự hơn. Cái đó nói ロデオマシンをご利用のお客様はヘルメットを必ずご着用ください。ヘルメット。なおロデオマシンは立ち入らないようお願いいたします。はい。お手元の操作ボタンを押すと動き出し、離すと停止するようになっておりますので、早い、もう危険を感じた場合はちょっとちょっとボタンをお話しください。ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっと。cái con bò này là mọi người muốn chơi là mọi người phải nhấc leo lên, xong mọi người nhấn cái nút đó, nhấn suốt luôn, đừng có buông nha. Mọi người buông là nó sẽ dừng. Mà cái con này nó bị hư rồi, nó không có ăn nữa, nên là tụi mình sẽ đi chơi trò chơi khác. Đây nha mọi người, nếu mà mình muốn đăng ký chơi cái xe này á thì mình đăng ký tại cái quầy này, thì nó có bảng giờ, thì mình sẽ nhìn theo cái giờ nào như sớm nhất. Thì tại bây giờ là 2:15 thì nó sẽ có cái đợt chơi là 3:30, 4:30 và 5:30. Có đây ba cửa. Hôn tố có đây. Dễ bữa ba cửa. Ba cửa. Có đây ba cửa đây á này. Một cách đặt. Xe bê ba cờ để số. Cái này ba cờ nha, mình sẽ ghi tên mình ở đây nha mọi người. Đây, Nani. Đây là tên nha, mỗi lần chơi là chỉ có 4 người thôi. Đi. Hả? Đi. 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 Hai. 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 Cô chào mà 80kg đây. Chào chào. Cái này là ký nha mọi người. Ai mà nhỏ ký này là 80kg thì đánh hai, còn nhỏ hơn thì mình đánh gì ê. Chị tên sẽ đi nơi đây mà có. Nơi đi mà. Hai. Cái này là có liền, có biết chạy xe không ấy. Đây. Rồi mình đăng ký đây. Môi cây. Đây rồi hả? Một anh à. Thôi mình đăng ký rồi nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ lại. Nó kêu mình là lại trước đây 15 phút. Mình sẽ lại trước ở đây 15 phút để nó hướng dẫn nội quy cho mình ha. Thì khoảng 3:15 mình sẽ quay lại đây. Nó sẽ 4 giờ. Rồi. Có lẽ có 4 giờ hơn cả là. Rồi. 4 giờ. 4 giờ ぐらい này, ここ切る. Rồi. Đare mo kakana. Phải cài. Rồi. Ê, bây giờ là tụi mình sẽ chơi đánh vật này. Hôm trước ở Kumamoto thì nó không có cái tay này nha mọi người. Bây giờ có cái này là mình đánh không sợ đau nha. Tại biết sao không? Cái này nó bị gắt hết trơn rồi. Đó. Nên người yêu mình sẽ ra tay. Ha ha ha. Đây là sự điên nè. Điên nè. Điên nè.
Đây, đây là cái số điểm nha, mà ai có ai nhiều điểm hơn nha. Ông làm bị lộn tay rồi. Ông đeo bị lộn tay. Ông đeo bị chế tay, hán tay. Hả? Ủa, bị kỳ vậy? Đa tờ. Round 1. さあ、4。7、足。 違う。
いて。Đây là cái máy mà bán phiếu để mình ăn kem và uống bia, uống nước, ăn bánh, tất cả mình sẽ mua phiếu tại đây. Xong rồi mình sẽ lại đây mình đưa phiếu cho người ta, thì mình sẽ đợi người ta chế biến cho mình nha. Thank you.
ra nè. Nè, à, có những cái quần jean kìa, lát đội đầu. Sau một quá trình chơi hết tất cả các game, bây giờ mệt rồi, tụi mình sẽ đi về. Đi về. Bạn nào chúc mọi người khi đến đây thì sẽ có một ngày vui vẻ. Mình đi ngay ngày dịch phát phát nên là cũng không có ai chứ. Sau khi về thì mình nhớ đưa mấy cái tờ giấy này cho người ta nha. Ấy nó không cho phiếu rút vé à ta? Đúng không? Cô lê nói. Này nổ. Này. Này. Nên đây này. À kia cơ. Okashita bê tay. Gắm bê tay nè. Thôi. Đây cái này. Ta ta cơ yêu. Hey, ¿qué es lo que hay? Okay. Okay.